À, hôm nay mẹ không ở nhà, con nhà chơi với anh có vui không con? À. Wow. Hôm nay anh lại lấy gia pháp xử lý con à? À, anh đánh con như nào nói cho mẹ nghe coi. Wow, đánh một mông à? Thế vì sao anh đánh con? À. Ê, ê, anh đánh con. Thế vì sao anh đánh con? À. Ồ, anh ăn bánh nếp à? Con cũng muốn ăn à? Hả? Ê, Bảo cũng muốn ăn. Rồi Bảo không muốn ăn thế là anh lấy cây anh đánh à. Được rồi, thế Bảo ra đây, Bảo ra đây. Ê, không sợ không sợ, Bảo ra đây nhanh lên, Bảo ra đây mẹ nhanh lên, không sợ không phải sợ gì hết ha, có mẹ ngồi đây rồi ha. Ê đây cũng có bánh nếp hả? À? Dạ, Bảo muốn ăn bánh nếp này đúng không? Ừ, bánh nếp này mới phải là của Bảo này đúng không, còn bánh nếp kia đâu phải có con đâu đúng không? Ê, cả nhà ơi, đây là bánh nếp nha. Ngoài là bí đỏ với thịt gà, bên trong ở giữa bọc nó là trứng nha cả nhà. 0974809436. Rồi, cho mỗi người ha, ai cũng thích ăn này. Cái này để được 3 tháng nha cả nhà.